cái lát cái Đúng khi cái rồi, đúng khung rồi. cái F2 á, Đúng rồi, lúc lần nào lót đầu lúc mới nào cũng lâu lâu rồi rồi. đó. Cái game này á, lúc nào lót lúc nào cũng lâu rồi đó. Ôi, bố rồi. Máy tao nhiều khi lót còn đứng game luôn. Đó, giờ mới nghe đi dép vô. Má, giờ lo đi dép lớn phải lồn. Tao bỏ ra ngoài á. Ừ, thì đấy, tao nói nghe lớn phải lồn luôn. Mấy cái năm gì mà sao nhạy vậy? Mày chỉnh ấy kéo cái bút xuống Cái gì? cái micro bút á. Hơi hơi hơi. Gì Chơi mắt nào chạy được á. Tao đâu chỉnh được Tao đâu. chạy đâu. Này nghịch tí thôi. Mát này bữa tao nhớ có cái nhạc ho chưa vô được. Để mai tao ta tải map cái tôm. Dạ ơi. Vô chưa? Đang vô. Sao squat giờ chán quá. Biểu mình chơi squat gì? Quá đó. Mày đích đi, tao thấy mày đích hay mày. Mày thấy mày đích hay sao mày không chơi mày đích? À, tại mày không thích chơi mày đích đó. Tiểu quá đã chơi bơ rồi. Điểm thúi. Má luyện lên bà chua mới được. Đâu, commando hả? Căng à. Chuồng má chơi từ đầu đâu chua quá tao. Má chỉ chơi Hell on Earth nha. Chơi chơi cái squad là cầm SMG không à. Thì sẽ súng bắn một lúc có 3 viên thôi à. Mày chỉnh ra chuột giữa á. Nó bắn từng viên. Một là từng viên, hai là bắn 3 viên. Ừ, bắn phết á. Gì gì quá. Allez. Did you move? Yeah. Tôi sẽ mang nhỏ xíu vậy. Cái gì nhỏ xíu? Mát nhỏ xíu à. Ê tao hết đạn rồi mày ơi. Mát phải đi thì đi Huy ơi. Ôi đông thế. Mày đâu rồi? Phải có đi Huy ơi, sao mày đâu rồi? Chết, chết tôi, chết tôi. Oh shit. Oh shit. Tụi mày đâu rồi? Trời, hộp đạn nó vô mừng nhà, quá. Nó vô nhà. Đủ ngựa. Sao bây giờ bỏ tao? Bỏ cái xẻng con nào vậy? Xe của tao. Ôi. Đéo thấy tin được. Để mai tao chỉnh hồi chơi. Sinh. Cái này dễ bị kẹt quá, sau kìa. Rồi xong. Vậy xong cái gì mà xong? Sao? 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 Sao
Này thì easy. Này thì easy. Này đang là cái gì ạ? À, heo ăn ớt thì phải hèn chi. Thấy ta mới chơi xong heo ăn ớt về nước pha. Ủa, nhóm mình có đứa nào mà chơi rắc cái này không? Chưa có đủ hết rồi. Hình như đủ hết phải không ta? Ờ. Đúng rồi, đủ hết rồi, đâu thiếu ai đâu. Tội nghiệp gì quá. Mua kill level 2 digital. Quá. Xong rồi kill level 1 free. Thôi đã rồi. Đắng thiệt đắng. Thế giống chứ mình mua 6 ngàn á. Mày cái battleground chơi hay mày không có giống như trường hợp này. Tao cũng mua 600 rồi chứ đâu. Battleground chơi dở lắm đừng mua. Ủa H61 HD2 là cái gì ta? Tao nhớ là trước rồi mày mua cái này tới 400-500 ngàn. Tao mua hồi mới ra. Tao mua có 100 mấy mà. Cái gì? Tao nhớ là 189. Vậy thì cũng gì thì cũng rẻ chứ có mắc đâu. Mắc đâu. Đồ 12 GB lót lẹ ha. Tao muốn chơi góc nhìn thứ ba quá mày ơi. Chỉnh sao mày? Hả? Tao quên góc chỉnh nè. Mod mới được. Như mod mới được. Má Huy không chơi sub hả? Trời ơi sao vậy? Liên quan gì? Rồi. Hồi đã. Mod này chạy sao? Đi chung nha, đi chung nha. Ê. Chém sao tao ra, bà tao bay rồi. Mày có thể ba nữa. Để mai sáng tao làm cái map, mấy cái map kết tôm. Đi đi. Ê Zed. Gì? Chơi mà góc không có mò á. Cảm giác giống như là chơi level 6 mà server Riot hồi xưa. Vô bế tắc với lòng. Không có mo gì. Không có xài cái mo mà lên level á. Cảm giác như là level 1, 2, 3, 4, 5 server Riot ngày xưa vậy. Vô đủ mắt có mỏ cây súng lục. Vô đúng khổ dâm luôn á. Đúng đó, đúng khổ dâm luôn, để biết làm gì hết á. Ủa sao còn nhiều vậy? Duy năng nổ đó anh em. Sắp chết mẹ. Má hầm đạn đâu? Đủ má hầm đạn đâu? Đạn đâu? Trời, thiệt luôn hả? Duy cứu tao! Duy cứu tao!
Hay lắm. Má, quay một. Chơi mát dễ chạy, má khó chạy quá à. Chơi mát là... gì ta? Mát gì mà đét hai đầu á. Trời ơi. Để coi lại coi. Ủa? Hồi nãy tụi mày chơi là họ được chơi Reason. Abort rồi nè. Chơi landing đi, Z landing nè. Hoàng quốc kìa. Ai vô? Vô đây, thôi tao qua chơi bờ tao gánh nha. Má tụi mình chơi dở thiệt luôn á. Tại quen chơi kiểu đứng nép rồi. Tao mới thằng làm biến AFK không à. Watch your flanks and ammo. Gotcha. Mày chính bắn bò cho vui coi. Đó. Ủa cái này đỡ sao mày? Control. Cho cái đầu mày á. Tên hả? Chụp giữa. Má bậy quá con. Tao chỉnh nút control nè. Chỉnh nút F để chỉnh. Cố quơ, chỉnh nút cái coi. Ôi, đâu rồi. Holy shit. Cái này chỉnh có nhìn thứ ba bắn dễ hơn. Bắn như được sau lưng đó. You've dented their numbers, but there are plenty left. Bắn thằng mập. Má mày đã qua demo gắm tim thiệt. Thôi hết đạn. Phí giật. Té. Ai đi quăng tiền ra. Bay này qua. Lâu quá. Ê kẹt rồi mày ơi. Cảm ơn còn mấy chục à. Rồi, tao thấy vết rồi. Né né lựu đạn đó. Thế rồi. Sao chạy lẻ như ta? Ô Got
scheiße. Chết đâu rồi? Đâu bỏ tao lên mình vậy? Chết mấy giờ rồi? Gì đâu? Tao chết mẹ rồi. Chết hết đầu luôn rồi. Ủa? Tao cơm một mình ở dưới mà. Ủa đấy đi đường tắt được hả? Nè mày chết với tao. Trời đủ má rồi rồi. Rồi bắn đi. Đủ má. Luôn hả? Nè 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 nè. Mày chết với tao. Má muốn chết. Má dâm chó vậy. You can't fight in that condition. Get healed. Đủ má nghèo để đủ đua cây kiếm nhập. Bấm máu tao. Look at you. Go find a medic. We need you fighting feet. More Zeds on the way. Start to wrap things up, as they say. You look like crap. Get medical attention. Time's almost up. Feet. Bơm máu cho mình đi. Get healed. How's that feel? Can't have you dying on me. Port closed. Go make a difference. I'll fix you up. Someone had a bad time here. I'm fighting it. What? Very good. Man, stunk. Còn đâu bên đây? Ôi tao thấy thùng đạn rồi. Oh yeah. Sướng như chạy đẩy phải không? Bullet time. Trời, dưới chân sau lưng chết rồi, sau lưng. Vậy. Anh hút tì đi chứ. Ý. Sao đeo bái? Bãi lộn. Bãi lộn. Dâm bãi. Ơi. Ơi hút nó bắn trái chết đó mày. Chạy chạy. Để tập nó cho. Chết hút bắn nó. Ôi. Má hút. Thấm bậy. Má hút bắn thốn bãi lộn. Chết chưa? Chết rồi, chết rồi. Rồi, đi quy tê kìa. Ừ, chết rồi, đó. Có thằng chết luôn rồi đó. Bà khô này bánh chán quá. Trời nó đỡ rồi, được mẹ nó. Ôi, SC rồi xong. Rồi em đến hương. Quá sai hả? Hết sai rồi. Bảy. Này đủ quá chơi bài mà chơi đéo nổi. Gì vậy? Búa đâu rồi? Má, còn hết nữa. Ôi. Dank. Here's our chance. Chạy chạy chạy. I'm in trouble.
Cái được mẹ cái gì vậy? Rồi rồi, nghỉ, tái tiền được rồi. Ok, nghỉ.